Xin chào các bạn đã đến kênh là Chú Vuông Vlog. Thì hôm nay là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình về thả tôm. Thì lúc là hai video trước, hai với ba video trước là mình nói về cách cải tạo ao vuông tôm, và thứ hai nữa là xử lý nước trước khi thả tôm, thứ ba là lấy màu nước, và hôm nay là video thứ tư là mình nói về kinh nghiệm thả tôm. Về kinh nghiệm thả tôm á, thì của mình thì nó không có, thì mình chủ yếu là mình cũng học hỏi theo mấy anh thôi, chứ không phải là gì quá quan trọng. Tại vì kinh nghiệm thả tôm này của mấy anh là mấy anh nuôi cùng cùng xóm với mình á, là cùng mấy anh em rồi trong dòng họ rồi đó. Thì thả tôm thì mấy anh ấy cũng chỉ lại, tại vì mình cũng kinh nghiệm của mình đây là chỉ có một hơn 2 năm thôi, khoảng cả 2 năm đó chứ không phải là hơn. Là mấy anh cũng chỉ hướng dẫn tận tình cho mình về cách thả tôm, để làm sao mà cho nó là giảm bị thất thoát trước khi mà thí dụ đi mình cái vuông tôm mình nó có một công mấy thôi, khoảng là 1.200 mét vuông, thì một ngàn hai thì mình thả tôm là mình thả cũng nhỏ, cũng mật độ cũng thấp thôi mấy bạn. Mình thả khoảng là từ 70.000 con thôi, 70.000 con trên 1 mét vuông đi, cho mình nói 1.000 mét vuông đó. Thì mình thả với mật độ cũng không có là dày đặc, thì mình chủ yếu là mình nói là mình nuôi không có được, không có lớn, mà nhưng cái mình để nuôi mà tích lũy kinh nghiệm. Mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thì về cái kinh nghiệm của mình về kinh nghiệm thả tôm giống. Thì mấy anh mình cũng là hướng dẫn cho mình, và mình cũng có là coi về một số vấn đề của anh, mấy anh đó hướng dẫn thì thấy cũng khá là hợp lý mấy bạn. Thì mấy anh ấy cũng được học tập huấn, thì mình cũng được tập huấn, nhưng mấy ảnh là đã nuôi rất là nhiều, và mấy ảnh nuôi là như là nuôi dạng công nghiệp đó, nuôi mô hình công nghệ cao, thì mấy ảnh chia sẻ như cho mình. Thì mình cũng bây giờ mình cũng chia sẻ lại cho các bạn, thì các bạn biết mấy bạn thấy có cách chia sẻ nào hay, hay là thấy có hay thì mấy bạn có ý kiến hay hơn thì mấy bạn là sẽ comment dưới cái video đó, cái bình luận đó, mấy bạn bình luận vô đó thì mình sẽ học hỏi theo các bạn. Cái đây là kênh này là chủ yếu là chia sẻ những kiến thức về về nuôi tôm đó, để cho các bạn chia sẻ với mình cũng chia sẻ lại cho các bạn đó, nhìn trên mọi người cùng nhau là học hỏi cùng nhau đó nghe mấy bạn. Thì vô vấn đề thì mình nói về kinh nghiệm thả tôm. Thì thứ nhất á, của mình thì cách là chọn giống. Thì chọn giống thì mấy anh cũng thường khuyến khích của mình á, thì thứ nhất là chọn giống thì có nguồn gốc rõ ràng, thì ai lúc nào cũng vô là phải có là nguồn gốc rõ ràng, chứ đâu phải là thường là ở dưới quê, ở dưới vùng của mình nuôi tôm á, thì ít có mấy anh nào là vô bắt những cái nguồn tôm giống. Thì thường lại các cơ sở của giống, ở thí dụ như là mình ở Sóc Trăng thì mình thường xuống là vùng Vĩnh Châu hay là Gành Hào ở Bạc Liêu, thứ ba là ở Nhu Gia, mà ở vùng Nhu Gia thì ở đó là những cơ sở tôm, những cơ sở sản xuất tôm giống. Thì mình chủ yếu là mình xuống vùng Vĩnh Châu, tại vì nói là mình Vũng Châu thích hợp với mình hơn đó. Mình thường mình xuống chọn giống là không biết chọn, mình cách của mình chọn á, là mình lại tới cái cơ sở đó, mình lại tới cái cơ sở giống tôm đó, mình liên hệ với họ, là mình sẽ trình bày với họ, họ tự xuống là đo nước cho mình luôn, họ đo nước cho mình rồi họ sẽ thuần giống cho mình luôn nha các bạn. Cái đó mình gọi là mình chọn giống tôm, thì mình cũng là tay ngang vô thôi, chứ mình cũng không rành gì về chọn giống tôm. Thì thứ nhất là mình cách mình nhìn về, mình nhìn thứ nhất là nó coi có nó đồng cỡ hay không, đồng màu hay không đó, màu sắc nó có tươi hay không thôi. Cái con tôm á, khi họ lấy cái mũ tôm đó ra, họ nói là tôm này đúng ngày để cho mình bắt, thì họ xách tôm đó cho mình ra, mình coi, mình so nó coi nó có là đồng màu hay là đồng cỡ hay không, và màu sắc có tươi hay không, thân dài nó có bằng nhau hay không. Nhằm cái là mấy bạn không để ý thì thân của nó có thể là bị đứt thân hay đứt đuôi cũng có đó bạn, mấy bạn là có là nó cục ngắn thôi đó. Không, thứ hai là không có vật bám bẩn, thì đương nhiên là tôm con ít có khi nào vật bám bẩn mấy bạn. Thì cái nói cho mấy bạn thì mấy bạn xem nghe mà ngừa thử coi và để ý coi những con tôm nó như thế nào thôi. Thứ ba nữa là bạn coi trên cái tôm thẻ chân trắng á, thì nó cái đầu của nó thì nó đương nhiên là cái đó phần kế bên là tỵ và gan của nó, tỵ và gan. Thì mấy bạn xem cho kỹ coi nó có màu đậm đen hay không,
đậm đen hay là nó gom một cục ấy, thì mình thấy theo mấy anh nói là nó gom một cục đậm đen hay là xanh đen gì đó. Mấy cái đó là tôm nó biểu hiện tốt, là kiểu như là nó không có bị mờ đi hay là gì đó, gan tị nó vẫn tốt, cái gan tị nó tốt, nên là mình chọn một giống tôm nó như như mình mới vừa nói, đồng màu đồng cỡ hay là màu sắc nó tươi, các bộ phận trên cơ thể nó vẫn còn đầy đủ. Nghe các bạn, mình lại cái giống tôm đó, mình sẽ liên hệ với họ đó. Cái đó là cách của mình chọn, mình nhìn bằng con mắt mình khi nhìn giống đó. Và cái thứ hai nữa là mình nói về cách thả thả giống. Về thả giống thì nó có 3 phần. Thả giống thì có 3 phần. Thứ nhất ấy, thì mình thả giống thì mình nói rồi. Theo phía ngư nói thì thả giống thì vừa phải thôi. Thì mật độ của nó thì không quá 80 con trên 1 mét vuông. Thì mình thả mình khoảng có một công đất 1.000 cho 1.200, 1.200 mét vuông thì mình cũng cho là 1.000 mét vuông đi. Đó, mình thả bằng khoảng 70.000 con. Thì tính ra được 1 mét vuông thì cũng cỡ 7 con. Khoảng 70 chứ, khoảng 70. Nha các bạn. Đó. Thì cái đó là mình mà thả mật độ vừa phải. Thứ hai nữa, mình nói là lại chỗ chỗ cơ sở bán giống của nó đó, là mấy bạn là phải là lại mình hỏi cái chủ sản xuất giống đó, là con giống đó lấy từ đâu, có thể là cái từ giống đó từ lấy từ hay là bố bố mẹ đó là ở cái trại giống đó nuôi bố mẹ luôn. Thứ ba, hay là có thể nhập từ Long An hay là ở miền Trung về đó, để mình biết cách, để mình biết tại sao là mình hỏi cái gì không, là mình hỏi coi nó cái độ mặn với cái phần ngàn của mình có nó có thích hợp với mình đây hay không. Thường ở vùng Vĩnh Châu thì họ đã lấy tôm giống vậy đó, là họ đã xử lý về độ mặn rồi, dạ hạ độ mặn rồi, nên là mình thấy cũng nên ăn an toàn, mà dưới mình thích hợp nữa, dưới mình thích hợp thả ở vùng Vĩnh Châu, nên là mình vô đó là coi mấy anh chị đó, là mấy anh chị nói là thần giống rồi, mấy anh chị là đi xuống dưới ao tôm của mình luôn, là mấy anh chị lấy nước, lấy đo nước xong rồi lấy nước, rồi mấy anh chị đem đem con giống đó xuống cho mình, rồi mình tự lấy nước đó mình sẽ thần và tự ở nhà mình kiểm tra mấy con giống luôn. Thường là mình kiểm tra con giống đó là mấy anh chị thường sáng sáng xuống sớm lắm, khoảng 6-7 giờ mấy anh chị xuống tới rồi, mấy anh chị bên bán tôm á là xuống tới nhà mình rồi, là bắt đầu là đưa tôm giống mẫu thử cho mình để mình thần cho nó, mình thần coi nó, mấy anh chị đã nói rồi, mình sẽ mấy anh chị là xuống đã đo trước rồi, sau đó mới đem con giống là cho mình, rồi mấy anh chị đó hạ độ mặn xuống cho phù hợp với cái vuông tôm của mình rồi. Sau đó mấy anh chị đem con giống nó xuống cho mình để mình thần thử coi nó có hao hụt hay không. Nếu mà thường là mấy anh chị nói là bắt đầu là mình thả thì khoảng cỡ 7-8 tiếng, bắt đầu mình thần thử nó coi 7-8 tiếng trong cái thao đó đó, coi có con tôm nào bị mắc hay không. Nếu mà có vài con chết thì nói thì mình liên hệ với máy ảnh, mình gọi điện thoại cho máy ảnh thì mình nói là nó có hao hụt như vậy đó, thì máy ảnh lại ấy sẽ giảm độ mặn hay phần ngàn nào đó thần cho vừa cho mình đó, để cho mình có đạt sát. Mà thường là mấy anh chị rồi gửi xuống cho mình, mấy anh chị đã hạ độ mặn gửi xuống cho mình là mình thần từ khoảng tới 8 tiếng, hơn 8 tiếng đồng hồ là mình thấy là tôm giống là vẫn đều, nó không có bị hao hụt, hầu như là không bị hao hụt, không có thất thoát một con nào hết đó trong cái thao đó. Sau đó mình liên hệ với ảnh, mấy anh chị là giống nó đã chịu nước, thì mấy anh chị qua ngày sau là mấy anh chị bắt đem xuống cho mình đó. Nếu mà không thì mấy anh chị sẽ hạ độ mặn và mấy anh chị ấy chịu khó trả xuống cho mình thần lại một lần nữa. Nếu mà trong đó là không có thất thoát gì, không có thất thoát thì là bắt đầu mới bắt tôm xuống cho mình đó. Thì thường mình nói là cái đo phần ngàn của mình, phần mình vuông tôm mình có hơn hai phần ngàn nước mặn á, 2 phần ngàn, thì mấy anh chị là thần xong là mấy ở chả là hạ phần ngàn xuống là đem cho mình thần, là hầu như là không có hao hụt, mình mắc bắt mấy lần mấy anh chị là không có hao hụt và chắc là đặc sắc. Thường là hơn 2 tháng là mình đã thu hoạch rồi, là đủ đủ sát luôn các bạn ạ. Thứ hai nữa là thả giống.
Chứ bà thứ cái nãy mình nói là cái đó là trước khi thả giống, cái đó là trước khi thả giống. Còn thứ hai nữa là thả giống đã thuần rồi, bắt về rồi và thả giống. Thì thả giống thì thường phía nơi kêu là thả tuân thủ theo lịch thả giống ở các địa phương, thì cái đó mình cũng không nói, thì tùy mọi người muốn thả theo lịch trình của địa phương thì thả, mà không theo mà thả trước cũng cũng nên, tại vì là cũng mình theo mình khuyến khích thì nên theo theo ở cấp lãnh đạo ở bên phân phía ngư ở tỉnh đó, thì yêu cầu mình là thường là khuyến khích mình là dùng bữa tháng nào thả tôm hay gì đó, khoan hải thả tôm thì mình nên hãy nên nghe theo, tại vì họ đã là dự tính trước là cái những vấn đề nó sẽ xảy ra là không tốt cho tôm gì đó, là có thể là khí hậu hay là độ mặn lên đột ngột gì đó, họ khuyến khích là khoan hải thả chậm lại thì mình cũng nên nghe. Thứ hai nữa là về vấn đề thả tôm á, thì mình thả vào lúc trời mát. Thứ mình thả trời mát khoảng có thể là từ 6 giờ đến 7 giờ sáng mình thả tôm, không thôi là để tới chiều khoảng có 4 giờ chiều, 4 giờ chiều 4 4 giờ rưỡi chiều để cho nó mát cho tôm nó khỏe. Và thứ hai nữa là có hai cách thả, thả xuống là thả xuống trực tiếp xuống ao, mình thường thả xuống trực tiếp xuống ao mình chứ không. Và thứ cách thứ hai nữa là để trên ương, để trên bể 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 ương của mình đó, mình làm một bể ương trên mặt mặt đó, rồi mình ương khoảng từ 25 ngày đến 30 ngày rồi mình bắt đầu cho nó xuống ao. Mình thì thường không có chơi kiểu mà bể ương, mình thường thả trực tiếp xuống đó, mình thường thả trực tiếp xuống trong ao. Mà trước mấy bạn ơi, mà trước khi thả trực tiếp xuống ao á, là mấy bạn nên là trước một ngày đó đó, có thể là ngày mai bạn mấy bạn thả tôm là chiều chiều ngày trước á, là mấy bạn đánh vô KC cho mình nha, mình tạt vô KC, tại vì để cho tôm nó xuống nó khỏe, nó không có bị sốc nước. Nhớ nghe mấy bạn, vô KC là rất là hại đó. Mình có thể là trước khi thả tôm xuống, trước khi thả tôm một ngày là mình chiều khoảng chiều mát đó, mình tạt vô KC ngay chỗ mình thả không thôi là tạt vòng vòng hết ao. Đó, ăn cho tôm nó không được, nó không có sốc sốc nước. Cái đó là đó, như là vậy là mình đã chia sẻ về cách thả tôm của mình. Thì cái vấn đề đây mình nói cho các bạn, mình nói cho các bạn đây không phải là vấn đề là theo mê tín gì. Thì mình mấy bạn chọn á, là ở những nơi mà mấy bạn đã mua tôm mà giống và thả mà mấy bạn thấy nó đạt sát và chúng đạt sát và nuôi thấy là nó đạt sát là ok, mình nuôi mình thấy nó đạt sát là ok, chứ đừng có thất thoát bệnh gan hay là tụy gì đó. Thì mình mấy cái đó thì trong quá trình mình nuôi thì mình sẽ phòng ngừa thôi, chứ bệnh gan tụy cái mình cũng không biết nói làm sao cho nó đúng, mình chỉ là phòng ngừa thôi, chứ cũng có khó mà có thể mà nói cái tôm ở cơ sở này nó không có bị gan tị, cơ sở kia không có bị gan tị, thì mình không có thấy vấn đề đó đúng. Mà nên là mình chọn nó là đủ sát, mình nuôi sao mà cho nó đủ sát của mình thả 70.000 con để cho nó hao hụt dữ lắm là khoảng cỡ 5.000 con thôi, còn 65.000 con là ok nha các bạn. Là mình thường mình khuyến khích mấy bạn là nuôi, mấy bạn chọn cơ sở giống chỗ nào á, mấy bạn thấy thích hợp với mấy bạn á, như nó hợp, người ta gọi là hợp mạng với mình á, là mình mấy bạn nên bám theo nó để đôi bên cùng nhau, ta sẽ cung cấp giống cho mình cung cấp giống cho mình, và mình cũng như theo họ, không biết cách nói sao nữa, như là nó hợp với mình thì mình chơi với nó thôi đó, mà nó hợp với mình chơi với nó thôi. Nhầm cái là mình mấy năm trước á, thì ba mình đó là bắt giống thì ở nhiều nơi khác thì nó cũng không đạt sát như bạn ơi đó, nên nó không đạt sát gì mấy, nên là bây giờ là từ khi mình với ba mình về đây đó, là từ khi mình với ba mình thì lại cái chỗ cơ sở Vĩnh Châu thì mình bắt cái chỗ trại giống đó, thì mình về mình thả năm nào cũng đạt sát và khá là trúng. Tại vì mình không nuôi nhiều nên là mình không nuôi nhiều nên mà không có tính mà trúng như nuôi công nghiệp, mà mình thấy là mình theo mật độ của mình nuôi là vậy là trúng đối với mình, thì mình thấy là nó hợp mạng với mình thì mình nên là thực hiện thôi nha. Cái vấn đề đó là không phải nói gì mà mê tín gì, và cái nào mà nó hợp với mình
như là hợp như phong thủy hay sao á, không biết nói cách sao, nên là mình phải mình nên tôi là ưa có chọn cái làm ăn với trà giống đó. Thì cái vấn đề về kinh nghiệm thả giống đó của mình thì mình đã chia sẻ về kinh nghiệm đó của mình. Đó, kinh nghiệm của mình về thả giống thì các bạn thấy như sao? Nếu các bạn thấy cũng cùng quan điểm của mình thì các bạn bấm subscribe và like kênh nha. Còn nếu mà không thấy cùng quan điểm thì các bạn cũng coi như là có thể xem là giải trí thôi. Đó, mình chỉ nói một quan điểm của mình, thì mấy bạn thì mỗi người thì tính 9 người thì 10 ý rồi, ai cũng có quan điểm riêng của mọi người. Thì ai thấy thấy được thì nghe, không được thì cũng không làm theo, tại vì kinh nghiệm của mỗi người nó mỗi khác. Thì mấy bạn có kinh nghiệm, mấy bạn có kinh nghiệm hơn mình thì mấy bạn có thể chia sẻ với mình ở để ở dưới bình luận đó, rồi mấy bạn nói cho mình thì mình sẽ học hỏi từ kinh nghiệm của mấy bạn, mình sẽ áp dụng thử. Mấy bạn nuôi tôm này mình sẽ áp dụng thử kinh nghiệm của mấy bạn vào vuông tôm của mình coi nó có thích hợp hay không. Tại vì khi mình nói cái hoàn cảnh của mình làm theo cách của mình thì mọi người có thể là sử dụng, nhiều người cũng có thể sử dụng được theo cách của mình và nhiều người cũng không thể sử dụng được theo cách của mình, như là mỗi cái cách áp dụng với mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì mình thấy nó cũng hơi na ná với nhau thì thôi. Thì mấy bạn nhớ là đăng ký kênh của mình Chủ Vuông Vlog nha mấy bạn. Đó thì mình sẽ ra nhiều video về vấn đề nuôi tôm và chia sẻ kinh nghiệm của mình, và từ đó là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình và mấy bạn chia sẻ kinh nghiệm của mấy bạn bằng cách để lại bình luận của mấy bạn để cho mình học hỏi. Vậy nghe mấy bạn, bye bye mấy bạn.